Xin chào các bạn nha. Và hôm nay lại tiếp tục làm cái video quay về cảnh núi khỉ V3 với cái đề tài là mọi người cho khỉ ăn và vui chơi với lại các chú khỉ, rất là dễ thương nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Hiện tại thì không có người lên cho ăn, cho nên là mấy chú khỉ ta rảnh rang tha hồ mà đùa giỡn. Này đường xá vắng teo, ngồi buồn luôn, con khỉ ngồi buồn hiu luôn. Buồn ơi là buồn. Buồn quá không có chuyện gì làm, đi lang thang. Người ta nói vui quá thì cũng sanh chuyện, mà buồn quá thì coi chừng nó cũng sanh chuyện. Đó, đi lang thang, này gặp đối thủ rồi. Thế là bây giờ mình quýnh lộn cho nó vui. Mày ôm tao đi, đó mày ôm tao đi. Rồi giặt xuống, đó. Ê, quýnh lộn không giao cắn nha bạn. Chơi chơi quýnh lộn thôi. Chơi cắn nhau. Đấy, 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 nửa cắn nữa không, nửa cắn nữa không. Ê, chơi kỳ quá bạn ơi. Nhớ nha, quýnh lộn không giao chọt lét nha bạn. Quýnh lộn rồi quýnh được rồi. Không giao cắn nha, chơi không chơi cắn. Đừng có chọt lét nó nhột mà, nhột. Đừng có chọt lét, thôi mà chơi kỳ quá chơi chọt lét. We'll be right back.
video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào.